Nguồn này cho biết, tên trang trại lợn là Dung Quyền Giác Phá Côn Phiết 2, do công ty trách nhiệm hữu hạn Giác Phá Côn Phiết Việt Nam phối hợp với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Quyền đầu tư với tổng diện tích 35.200 m². Khu vực trại lợn cách nhà dân gần nhất chừng 400-500 m và nước thải của trại lợn chảy thẳng xuống suối đầu nguồn, chảy vào đồng ruộng đang canh tác của nhân dân làng Mạc Phú Minh. Còn theo quan sát trên phiên bản đồ Google Maps cho thấy, trang trại lợn này nằm trên triền núi cao, gần khu vực đại dương đồng bãi nơi cung cấp nguồn nước chính cho nhà máy nước sạch sông Đà công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà Jiquơ Sơtco. Khu vực trang trại lợn nằm rất gần đại dương đồng bãi và nhà máy nước sạch sông Đà. Ảnh chụp từ Google Maps. Trao đổi với phóng viên báo Trí Thức Trẻ về một số thông tin liên quan đến trang trại lợn Dung Quyền Giác Pha nằm rất gần đại dương đồng bãi, nhà máy nước sạch sông Đà và có thông tin nghi hoặc xả chất thải bẩn ra môi trường, ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng ban tuyên tô tỉnh ủy Hòa Bình cho biết. Đối với trang trại lợn này, quy trình quản lý chất thải khi báo cáo, trình bày cũng đảm bảo yêu cầu và cam kết không gây ô nhiễm môi trường xung quanh chứ chưa nói đến nguồn nước. Thông tin về vấn đề này, chúng tôi sẽ đôn đốc các cơ quan chức năng kiểm tra. Dứt khoát các dự án, cơ sở sản xuất nào gây ô nhiễm phải dừng sản xuất, ông Toàn nêu rõ. Về thông tin liên quan việc sắp tới có các dự án, khu du lịch sinh thái sẽ được duyệt tại gần khu vực đại dương đồng bãi, nhà máy nước sạch sông Đà và có năng lực gây ô nhiễm, ông Toàn nói, việc hấp dẫn đầu tư cho các dự án phát triển, tỉnh Hòa Bình đang chỉ đạo phải phục vụ đúng quy hoạch. Những vùng nào gây ô nhiễm, ảnh hưởng thì chúng tôi sẽ xem xét. Khi cấp phép đầu tư dứt khoát phải có đánh giá tác động môi trường. Chúng tôi sẽ chỉ đạo cương quyết, triệt để, ông Toàn nêu rõ.